Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Smart. Bạn nào mà hay đam mê công nghệ, đặc biệt là smartphone, chắc chắn các bạn rất hay đi tìm các ứng dụng hữu ích phải không? Mình đoán là ai cũng sẽ đọc qua các tin tức về công nghệ để tìm kiếm những ứng dụng và trò chơi miễn phí nổi bật hay là đang được giảm giá trong tuần vừa qua. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một ứng dụng rất hay giúp các bạn theo dõi các ứng dụng hay trò chơi mà các bạn muốn mua hoặc tải về miễn phí nhé. Ứng dụng này thì có tên là AppSale. Đầu tiên các bạn vào Google Play Store, chữ AppSale các bạn có thể nhìn thấy ngay logo của ứng dụng cũng như là phần miêu tả về cái chức năng của ứng dụng này. Sau đó thì các bạn tải về giúp mình nhé. Sau khi tải về thì các bạn có thể mở ứng dụng lên. Ở trong ứng dụng này, như các bạn có thể thấy trên màn hình thì nó có những mục như là ứng dụng nổi bật. Ở trong phần ứng dụng nổi bật này thì nó sẽ cho các bạn xem những ứng dụng nào đang thuộc top giảm giá trong tuần vừa qua mà được tải về nhiều nhất. Bên cạnh đó chúng ta có mục đang giảm giá. Trong mục này các bạn có thể theo dõi về biến động giá cả của những ứng dụng mà vừa được đưa vào Google Play Store cũng như là ứng dụng vừa được giảm giá trong thời gian vừa qua. Cạnh tab đang giảm giá có một tab khá là thú vị, đó là đang miễn phí. Ở đây thì có rất nhiều ứng dụng mà có thể là phải trả phí các bạn có thể mua được. Nhưng hiện tại ở thời điểm này thì nhà phát triển ứng dụng đang cho nó một cái mức giá là 0 đồng mà các bạn hoàn toàn có thể tải về trong quãng thời gian mà ứng dụng vẫn còn đang miễn phí nhé. Mình có thể làm cho các bạn xem, ví dụ như ứng dụng The How, bấm vào để có thể truy cập trực tiếp vào Google Play Store này. Ở đây thì nó có giá niêm yết là 6.000 đồng và hiện tại nó đang miễn phí, và cái chương trình miễn phí này sẽ kết thúc sau 4 ngày nữa. Các bạn có thể bấm vào cài đặt, và đương nhiên là sau khi cài đặt rồi thì cái ứng dụng này là các bạn đã được mua nó, không cần phải mua lại một lần nữa với mức giá 6.000. Quay trở lại với ứng dụng AppSale thì chúng ta còn có một mục khá là thú vị nữa ở đây. Mình nhìn thấy là danh sách theo dõi. Trong phần danh sách theo dõi này thì các bạn có thể tạo một danh sách và tìm kiếm những ứng dụng mà bạn đang muốn theo dõi. Ở đây thì mình đang ví dụ cho các bạn một ứng dụng có tên là Facetune. Cái ứng dụng này thì giúp mình có thể chỉnh sửa nhan sắc của khuôn mặt cho các bạn nào mà có sở thích là rất là thích selfie ấy. Thì các bạn bấm vào ứng dụng, các bạn có thể thấy là nó đang được bán mức giá là 90.000 đồng. Và chắc hẳn ai cũng thấy cái mức giá này đang khá là cao so với những bạn mà sinh viên hoặc là mới đi làm, thì không phải ai cũng muốn mua về cái ứng dụng ở mức giá này. Thì mình có thể quay trở lại và bấm vào đây. Vậy là ứng dụng Facetune đã được thêm vào danh sách theo dõi của các bạn. Và ngay khi ứng dụng này được nhà phát triển giảm giá thì ứng dụng AppSale sẽ thông báo với các bạn qua mục thông báo của Android để các bạn biết và có thể tải ứng dụng này ngay khi nó được giảm giá hoặc là miễn phí nhé. Mình chắc chắn với các bạn AppSale đây là một trong những cái app mà khá là tốt để cho các bạn theo dõi các cái ứng dụng mà đang được giảm giá hoặc đang sale. Vì với xu thế hiện nay thì khá nhiều người đang sử dụng ứng dụng có bản quyền rồi, chứ không dùng những app lậu cài từ nguồn ngoài vào nữa, vì nó không đảm bảo an ninh cho các bạn cũng như là độ ổn định. Như trong thời gian qua khi sử dụng ứng dụng này, mình đã tải được khoảng tầm 20 app phải trả phí mà lại nằm trong khoảng thời gian miễn phí. Khá là tuyệt vời phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Chu Smart nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau. Chu Smart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.